Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Tax Atlas công bố danh sách Best Food Cities in the World, những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới năm 2023 nhằm vinh danh nền ẩm thực địa phương của các điểm đến. Huế đứng thứ 28 trong bảng xếp hàng, còn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 73. Ẩm thực Huế được các chuyên gia và thực khách quốc tế chấm 4,56 trên 5 điểm. Cả món ăn nổi tiếng nhất được nhắc đến đầu tiên gồm bún bò, bánh bột lọc, cơm hến, nem lụi, chè, bánh đầm, bánh phô thê, tôm chua, Thành phố Hồ Chí Minh được thực khách quốc tế biết đến như các món ăn như hủ tiếu Nam vang chả giò, cơm tấm, phà lấu, ốc đen xào dừa, bánh mì. top 100 trăm được Test Atlas công bố dựa trên gần bốn trăm nghìn phiếu bầu của các chuyên gia và thực khách quốc tế chấm điểm hơn 16 sáu thành phố trên thế giới dựa trên tiêu chí sự nổi tiếng được nhiều người yêu thích đặc sản địa phương. Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới là bảng xếp hàng nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Test Atlas Awards. Các hàng mục khác được chắc định gồm 100 Best dishes, 100 món ngon nhất thế giới, 100 best cuisines in the world, những nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Tại hạng mục những nền ẩm thực ngon nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 22 với giải thưởng 100 món ngon nhất thế giới. Bánh mì và phở bò là hai đại diện của Việt Nam được vinh danh. Bánh mì xếp vị thứ 14, còn phở bò đứng hạng 100.